Chương trình Xuân Doanh Nhân Tôn Vinh Doanh Nhân xuất sắc năm 2020 vừa được tổ chức với sự tham dự của hơn 200 doanh nhân doanh nghiệp trên cả nước, được tổ chức bởi HKT Entertainment, chương trình nhằm tôn vinh đơn vị và cá nhân xuất sắc sau những nỗ lực cống hiến trong năm 2020 vượt qua khó khăn và đại dịch COVID-19, bảo đảm công an việc làm, an sinh xã hội, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế cho đất nước. Giải thưởng là nguồn động lực để doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục đem tâm huyết và sức lực của mình cống hiến cho cộng đồng. Tại buổi lễ vinh danh đã tiến hành đấu giá quyên góp được hơn 200 triệu đồng để xây dựng hai căn nhà tình thương tại tỉnh Bình Phước trong dịp năm mới 2021.